đây, rất vui vì được gặp lại mọi người trong video tiếp theo của chúng mình trong tuần này. Và trong video hôm nay chúng mình hãy cùng khám phá một trong những cái kiểu quần tạo ấn tượng mạnh và phổ biến nhất hiện nay nhé. Đó chính là những chiếc quần ống suông lưng cao như thế này. Đầu tiên thì mình sẽ phối quần ống rộng lưng cao này với lại một cái áo thun cổ tròn và tay hến như thế này. Mẫu áo này thì được may bằng chất liệu là len gân nha, nên là nó có co giãn cực kỳ là nhiều luôn. Và mẫu hôm nay mình phối thì cũng sẽ là phối màu đen với lại một cái quần màu be như thế này. Và mình sẽ đi cùng một đôi dép cao gót như thế này. Cái đôi dép cao gót này thì nó sẽ cùng với lại cái màu của màu áo, và cái phần gót của nó cũng sẽ là gót nhọn nha. Và mình sẽ đeo một đôi bông tai nhỏ xinh xinh như thế này. Phần cổ áo thì sẽ được thiết kế cổ cao như thế này nhé. Này mọi người có thể mặc 4 mùa được nha. Tay thì sẽ thiết kế kiểu tay hến á. Với những kiểu tay hến như này thì trông mình sẽ trẻ trung hơn rất là nhiều nha. Kiểu tay áo như này nó cũng che cái phần bắt tay to cho mọi người nữa. Với cái kiểu này thì mọi người nên sơ pin vào phía trong như thế này. Nên để áo ở phía trong quần đó mọi người. Sau thì được thiết kế kiểu full như này á. Và mình sẽ kết hợp cùng với một cái đôi dép cao gót như thế này. Và mình sẽ đi cùng với lại một cái túi sách. Còn đâu hả? Còn ok không ta? Đây. Và đây là một cái kiểu mà mọi người có thể phối cùng với lại cái quần lưng cao ống rộng như thế này. Nếu như mọi người mà không thích cái kiểu túi, thích những cái kiểu túi mà nó quai nó dài á, thì mọi người hãy lựa chọn những cái kiểu túi mà nó có cái quai nó ngắn hơn một chút. Tiếp theo thì mình sẽ thử cùng với lại là một cái áo thun kiểu polo, cổ polo như thế này. Mẫu áo thun này của nhà mình thì sẽ được may bằng chất liệu là cotton nha, nên là nó có khả năng thấm hút mồ hôi rất là tốt này, và nó cũng có co giãn hai chiều cho mọi người. Cái set này thì mình thấy như là sẽ đứng đắn hơn một chút, kiểu nó sẽ kiểu cứng nhắc hơn một xíu á. Nếu mà mọi người mặc kiểu suông như thế này thì rất là phù hợp cho những cái buổi mà đi dã ngoại hoặc là đi chơi, chỉ cần thêm một cái đôi giày thể thao vào nữa là ok. Mà bất chợt mà mọi người phải đi họp hoặc mọi người phải đi làm thì chúng mình có thể là sơ pin lại. Cái khi mà mình cho cái áo này đi vào trong quần á thì nó sẽ mang cho chúng mình một cái kiểu nó nhìn nó kiểu chuyên nghiệp hơn, đúng không mọi người? Chúng mình đi cùng một cái đôi dép cao gót như thế này. Và một cái cách nữa để mọi người có thể mặc những cái áo này trông nó sẽ sành điệu và thời trang hơn, trước tiên thì mọi người hãy thả cái áo này xuống này. Đó, rồi này mọi người hãy sắn lên đều cả phía đằng trước, kéo một phần của cái tà áo phía đằng trước. Mọi người cho vào trong cái phần áo ngực của mọi người nha. Rồi đó, như thế này. Đó. Và chúng mình sẽ tạo phồng ở cái phần này trước nè. Rồi, tạo phồng ở cái phần này trước thì chúng mình sẽ có một cái kiểu mặc nó hoàn toàn khác luôn. Đằng sau nó cũng sẽ không có hở này. Thứ nhất là cái phần mông của mọi người không có hở cái phần viền áo, đúng không? Đó. Và mình cũng tạo ra một cái cách mặc hoàn toàn khác so với lại cái kiểu mặc lúc đầu. Ví dụ như mặc như thế này thì chúng mình là có thể là đi chơi này, đi chơi đi dạo phố này, trông rất là sành điệu, đúng không? Và nếu như mà chúng mình cần phải đi họp gấp hoặc là chúng mình cần phải đi làm gấp, hoặc là chúng mình có một cái việc gì đó nó đột xuất đột tới, đúng không? Chỉ cần thả áo ở trên này xuống cái này một chút là mình đã có một cái set đồ rất là lịch sự. Và video của mình đến đây là hết rồi, và mình xin hẹn gặp lại mọi người vào những cái video tiếp theo của nhà mình vào ngày mai, ngày kia và những ngày tiếp theo nữa. Đừng quên like, đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận những cái video mới nhất từ Cuốn Thu Đe nhé. Và bây giờ mình xin chào mọi người.